Lấy lớp mấy cần vải anh Tiến? À, bọn nó mua, ừ. Bọn này nó mua lại, ừ. Đúng rồi, đúng rồi. Ờ, đúng rồi, bọn này nó mua lại. Thì cái em thì sợ nhất là làm mấy cái lô này mất thời gian nhỉ, kỷ công mất thời gian. Anh ra sale rồi, em sale nó xong. Thank you.